Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc nhóm tư vấn Liên hiệp Âu Châu quan ngại về chỉ thị 24 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhóm tư vấn nội địa của Liên hiệp Âu Châu, viết tắt là DAC-EU, vừa bày tỏ sự quan ngại về chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tiếp tục đàn áp xã hội dân sự ở Việt Nam. Đồng thời, nhóm này kêu gọi Ủy ban Âu Châu, tức EC, nên thực hiện các biện pháp cần thiết để Việt Nam thực hiện đúng các cam kết. Nhóm này được thành lập trên cơ sở của Hiệp định Tự do Thương mại giữa Liên hiệp Âu Châu và Việt Nam, tức EFTA, cụ thể là theo chương 10 về Thương mại và Phát triển Bền vững, tức TSD của Hiệp định. Nhóm DAC có vai trò tư vấn cho các bên tham gia Hiệp định Thương mại, trên cơ sở thông tin nhóm thu được từ các thành viên hoặc tổ chức đối tác ở các quốc gia liên quan, nhằm giúp cải thiện việc thực hiện các hiệp định. Sau cuộc họp của nhóm với các đại diện doanh nghiệp, người lao động và các tổ chức phi chính phủ tại Brussels, Bỉ, DAC-EU cho biết, nhóm vô cùng quan ngại khi biết rằng có một chỉ thị mật về an ninh quốc gia cho các lãnh đạo cấp cao của Hà Nội ban hành, mang tên là Chỉ thị 24. Chỉ thị này thiết lập chính sách ngăn chặn việc hình thành các tổ chức chính trị độc lập, kiểm soát quyền tự do ngôn luận và kiểm soát việc phổ biến các thông tin chỉ trích đảng cầm quyền, phủ nhận quyền tự do hội họp, tăng cường giám sát công dân và kiểm soát các công đoàn độc lập của công nhân. Dưới lý do trên, tổ chức này cho rằng chỉ thị 24 đi ngược lại cam kết về thương mại và phát triển bền vững như đã nêu trong Hiệp định EFTA, bao gồm cả việc thực hiện các công ước của ILO và đặc biệt là lời hứa của Việt Nam về việc phê chuẩn công ước ILO số 87 về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Liên hiệp Âu Châu bỏ kiểm soát với mì ăn liền Việt Nam. Từ ngày 2 tháng 7, mì ăn liền Việt Nam xuất sang Âu Châu sẽ không phải chịu các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm như dư chất ethylene oxide. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên hiệp Âu Châu cho biết, ngày 11 tháng 6, Ủy ban Âu Châu EC thông báo quy định các biện pháp quản lý nhập cảng hàng nông sản, thực phẩm từ các nước thứ ba vào thị trường này. Theo thông báo, mì ăn liền của Việt Nam xuất sang Liên hiệp Âu Châu được đưa ra khỏi diện kiểm soát an toàn thực phẩm do đã đáp ứng các quy định. Biện pháp bỏ kiểm soát này bắt đầu từ ngày 2 tháng 7. Trước đó, từ tháng 2 năm 2022, mì ăn liền Việt Nam phải chịu kiểm soát chất lượng khi vào thị trường Âu Châu như phải có chứng thư do cơ quan quản lý Việt Nam cấp kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất ethylene oxide EO với tần suất là 20% tại cảng nhập cảng. Ethylene oxide EO thường được sử dụng làm chất khử trùng, hung trùng có hiệu quả cao trong một số sản phẩm nông sản. Chất này cũng được dùng để khử khuẩn các nguyên liệu thực phẩm, đặc biệt như gia vị và thảo mộc, như ớt bột, tiêu và quế, do yêu cầu luôn cần kiểm tra thường xuyên vi khuẩn Salmonella. Hiện tại, mỗi nước, khu vực đều đưa ra quy định về chất EO khác nhau, có nơi siết chặt như Liên hiệp Âu Châu, nhưng một số quốc gia nới lỏng hơn. Ngoài mì ăn liền, Liên hiệp Âu Châu cũng điều chỉnh quy định kiểm tra với một số mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Trong đó, thanh long tăng tần suất kiểm tra tại biên giới từ 20% lên 30%. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi Thái Lan ngưng dẫn độ ông Ewin Badap về Việt Nam. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính phủ Thái Lan không trục xuất ông Ewin Badap về Việt Nam, nơi ông đối diện với mức án tù dài hạn. Ông Ewin Badap bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 với cáo buộc lưu trú quá hạn sau 6 năm sống như một người tị nạn chính trị ở nước này. Ông đã được văn phòng các ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tức UNHCR, cấp quy chế để chờ được tái định cư ở nước thứ ba. Một tòa án ở Việt Nam hồi tháng Giêng kết tội vắng mặt ông với mức án là 10 năm tù giam vì bị cho là dính líu đến vụ tấn công vào hai trụ sở công quyền ở huyện Côn Quân, tỉnh Đắk Lắk một năm trước đây. Bà Mary Lawler, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về hoạt động nhân quyền hôm 12 tháng 6, đã bày tỏ trên tài khoản Facebook cá nhân, nói rằng bản thân bị sốc trước vụ bắt giữ ông Ewin Badap ở Bangkok và nguy cơ ông này bị trục xuất về nước. Bà đăng tải nội dung trên kèm đoạn video của ông Ewin Badap tự quay vào ngày 7 tháng 6, trong đó ông khẳng định bản thân và tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, tức MSFJ, do ông đồng sáng lập, hoạt động một cách ôn hòa bằng cách thu thập thông tin và viết báo cáo vi phạm về tình trạng nhân quyền tại khu vực Tây Nguyên, sau đó gửi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Ông Phil Robinson là giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, viết tắt là AHRLA, nói rằng bà Lawler hoàn toàn đúng khi chỉ trích chính phủ Thái Lan về vấn đề này, bởi vì Bangkok đã thực hiện các thỏa thuận để chuyển giao người tị nạn cho nhiều chính phủ láng giềng hà khắc trong thập niên qua.
ông Joseph Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự, khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu, viết tắt là Civicus, cho biết. Civicus kêu gọi chính quyền Thái Lan ngừng dẫn độ và trả tự do ngay cho nhà bảo vệ nhân quyền Equinbidap. Chúng tôi cũng kêu gọi UNHCR bảo đảm sự an toàn cho ông và những người bảo vệ nhân quyền khác, những người tị nạn sống trong nỗi sợ hãi bị đàn áp xuyên quốc gia và xúc tiến việc tái định cư của họ sang một nước thứ ba. Và có tin là Việt Nam vượt Philippines dẫn đầu về xuất cảng chuối sang Trung Cộng. 4 tháng đầu năm, Việt Nam vượt Philippines thành nước đứng đầu về xuất chuối sang Trung Cộng với khối lượng gần 355.000 tấn, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023. Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan Trung Cộng công bố. Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng xuất cảng chuối của Việt Nam cao gấp 2.4 lần so với hàng Philippines. Đây là lần đầu tiên chuối Việt Nam xuất vào Trung Cộng vượt Philippines, quốc gia thứ hai về diện tích trồng chuối trên thế giới sau Ecuador. Với sản lượng xuất cảng 355.000 tấn, Việt Nam chiếm 48.6% tổng sản lượng chuối nhập cảng vào Trung Cộng. Dẫu vậy, giá chuối xuất cảng của 10 quốc gia sang Trung Cộng đồng loạt giảm mạnh 2% cho đến 39%. Trong đó, riêng hàng Việt Nam giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 407.70 đồng một tấn. Đây cũng là lý do khiến giá trị xuất cảng chuối của Việt Nam 4 tháng chỉ đạt 145 triệu đô la, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi sản lượng tăng 22%. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho hay năm nay chất lượng chuối Philippines giảm vì nhiều vùng trồng bị mắc bệnh thối rũ lá. Chi phí vận chuyển từ nước này tới Trung Cộng cũng tăng cao, khiến giá hàng hóa của họ cao hơn 33% so với hàng Việt. Do đó, Trung Cộng tăng mua hàng Việt Nam. Việt Nam xuất cảng hơn 4 triệu tấn gạo trong 5 tháng đầu năm 2024. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất 4 triệu 30 ngàn tấn gạo trong vòng 5 tháng đầu năm, đạt doanh thu là 2 tỷ 560 triệu Mỹ Kim, chủ yếu là nhờ giá gạo tăng 20.5%. Các thị trường xuất cảng gạo chính của Việt Nam hiện nay là Philippines và Indonesia, và đây cũng là hai khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam ở Đông Nam Á. Trong 5 tháng qua, Philippines nhập 1 triệu 830 triệu tấn gạo từ Việt Nam, giá trị đạt được là 1 tỷ 140 triệu Mỹ Kim. Indonesia nhập 676.8 tấn gạo Việt Nam, doanh thu là 424 triệu 100 ngàn đô la. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá gạo bình quân trong 5 tháng qua là 638 đô la một tấn, tăng 20.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất cảng gạo của Việt Nam trong quý 1 vừa qua cũng tăng 17.6% về lượng và tăng 45.5% về kim ngạch so với quý 1 năm 2023, đạt trên 2 triệu 180.000 tấn, tương đương gần 1 tỷ 430 triệu Mỹ Kim, giá trung bình là 653 đồng 90 xu cho một tấn. Bộ Công Thương nhận định nguồn cung gạo toàn cầu trong năm 2024 sẽ không dồi dào vì nguồn cung chính chiếm đến 40% sản lượng toàn cầu là Ấn Độ sẽ giảm 4 triệu tấn so với niên vụ trước, còn 132 triệu tấn. Các thị trường khác như là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Cambodia cũng được dự báo giảm sản lượng do tác động của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu. Đây được cho là cơ hội cho gạo xuất cảng của Việt Nam. Dự kiến trong năm 2024, Việt Nam sẽ xuất cảng khoảng 7 triệu 450.000 tấn gạo. Nữ chủ tịch huyện Nhân Trạch bị đề nghị kỷ luật sau vụ mất hơn 170 tỷ đồng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết quả họp Ủy ban kiểm tra khóa 11, kỳ họp thứ 39. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Nhân Trạch. Bà Hương là chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng gây xôn xao dư luận vừa qua. Thông báo cho biết, căn cứ kết luận về xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm kê khai tài sản không trung thực. Trước đó vào đầu tháng 3 năm 2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm người dùng các thủ thuật để lấy đi hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Cụ thể, số tiền này được để trong nhiều tài khoản và bị nhóm người này rút trong nhiều ngày. Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch huyện Nhân Trạch đã trình báo công an. Hiện vụ Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an điều tra. Tỉnh Khánh Hòa cho lặn biển tại 4 khu vực trong Vịnh Nha Trang.
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho thí điểm lặn biển thể thao giải trí tại 4 khu vực ở Vịnh Nha Trang trong một năm để phục vụ người dân và du khách. Phương án cho tổ chức lặn biển trong Vịnh Nha Trang vừa được tỉnh Khánh Hòa đồng ý sau cuộc họp với các sở ngành liên quan vào ngày 12 tháng 6. Việc thí điểm lặn biển thực hiện trong một năm, tức là kể từ khi cấp phép cho các doanh nghiệp, sau đó địa phương sẽ đánh giá và có phương án tiếp theo. 4 khu vực cho tổ chức lặn biển là phía bắc hòn đảo Rùa, phường Vĩnh Hòa, khu vực thả rạn nhân tạo tại phường Vĩnh Hòa, phía đông bắc đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên và vùng nước giáp xanh giữa bãi Tranh và bãi Sỏi ở phía đông đảo Trí Nguyên. Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, các rạn san hô hệ sinh thái tại những nơi này khá phong phú và đa dạng. Việc khai thác điểm lặn được sẽ không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và thuận lợi cho việc vận chuyển du khách khi đưa vào khai thác. Vịnh Nha Trang rộng gần 250 cây số vuông là một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước. Nơi đây có nhiều san hô và hệ sinh thái phong phú, đa dạng bậc nhất của Việt Nam. Các bãi lặn nổi tiếng thu hút du khách đến lặn biển xem đáy đại dương. Tuy nhiên gần đây, san hô tại một số khu vực ở Vịnh suy giảm nghiêm trọng, bị tẩy trắng. Do đó, từ tháng 6 năm 2022, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngừng hoạt động bơi lặn biển tại khu vực Hòn Mung để bảo vệ phục hồi các rạn san hô và hệ sinh thái biển. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Hạ viện bỏ phiếu để buộc Bộ trưởng Tư pháp tội coi thường. Chi tiêu chăm sóc y tế Hoa Kỳ tăng lên 4.800 tỷ đô la trong năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng GDP. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.